Dị Nhân Chi Hạ được đánh giá là bộ phim Hoa ngữ thú vị và độc đáo nhất trong mùa hè năm nay. Khi mới chiếu, phim bị nghi ngờ về chất lượng, thậm chí bị chê bai và trở thành trò cười khi mới chiếu được 4 tập đã bị ngừng phát sóng. Nhưng một tháng sau, Dị Nhân Chi Hạ được lên sóng trở lại, càng chiếu càng thu hút, khiến khán giả quay xe khen ngợi hết lời. Với số lượt xem khủng qua từng tập, bộ phim Dị Nhân Chi Hạ được xem là hắc mã của màn ảnh Hoa ngữ năm 2023. Vậy bộ phim Dị Nhân Chi Hạ có gì mà lại tạo nên sức hút mạnh mẽ như thế? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Let's go! Bộ phim về dị nhân kiểu phương Đông. Giống như tên gọi của bộ phim, Dị Nhân Chi Hạ là một thế giới giả tưởng, nơi có rất nhiều dị nhân cùng sinh sống với những người bình thường. Khác với vũ trụ dị nhân của Marvel, thường do gen bị đột biến hoặc do những tác động bên ngoài mà vô tình sở hữu được siêu sức mạnh, thì sức mạnh của những dị nhân trong phim lại mang đậm nét giả tưởng phương Đông, tức là do tu hành và giác ngộ mà có được. Sức mạnh của họ tồn tại dưới dạng khí, một loại năng lượng có sức mạnh đặc biệt sinh ra từ trời đất. Tùy theo môn công pháp tu luyện, mỗi dị nhân sẽ mang sức mạnh của một dạng khí khác nhau. Nội dung của Dị Nhân Chi Hạ được đánh giá là mới mẻ, kết hợp giữa yếu tố siêu nhiên với yếu tố văn hóa Trung Hoa độc đáo. Câu chuyện trong Dị Nhân Chi Hạ được kể theo bước chân của Trương Sở Lam, nam chính của bộ phim. Trương Sở Lam là một trong những người sở hữu năng lực đặc biệt, nhưng theo lời dặn của ông nội, cậu không để lộ điều này với bất kỳ ai. Một ngày, thi thể của ông nội Trương Sở Lam bị đánh cắp một cách khó hiểu, khiến cậu phải gấp rút trở về quê. Tại đây, Trương Sở Lam gặp một cô gái kỳ lạ tên là Phùng Bảo Bảo, một dị nhân có sức mạnh đáng kinh ngạc. Từ đó, Trương Sở Lam đã dấn thân vào một thế giới kỳ lạ, nơi cậu gặp gỡ nhiều người cũng có những năng lực đặc biệt giống cậu. Dưới sự đe dọa và giúp đỡ của Phùng Bảo Bảo, Trương Sở Lam đã tự tin bộc lộ năng lực dị nhân đã che giấu nhiều năm của anh một lần nữa. Họ cùng nhau điều tra về quá khứ và nguyên nhân cái chết của Trương Tích Lâm, ông nội Trương Sở Lam, rồi dần khám phá những bí ẩn về loạn giáp thân, về thứ được gọi là 8 kỹ năng đặc biệt, song song đó là đi tìm lại thân phận thật sự của Phùng Bảo Bảo. Trong quá trình đi tìm sự thật, Trương Sở Lam liên tục gặp phải sự cản trở và phá hoại từ những dị nhân của phái Toàn Tính, cũng như những kẻ phản diện đội lốt chính nghĩa, nhằm độc chiếm 8 kỹ năng đặc biệt. Nhờ có sự hỗ trợ của tổ chức Đi Muôn Nơi và những người bạn như Bảo Tỷ, Vương Giã, Gia Cát Thành, Trương Sở Lam đã từng bước khám phá ra chân tướng của những điều này, bức màn bí ẩn về 8 kỹ năng đặc biệt dần được hé mở. Thân phận của Bảo Tỷ cũng được sáng tỏ và nhân vật trùm cuối của phim cũng được tiết lộ. Trong trận chiến sinh tử giữa Trương Sở Lam và trùm cuối, nhờ sự giúp đỡ của những dị nhân khác, Trương Sở Lam đã khai phá được loại năng lực mạnh nhất trong 8 kỹ năng đặc biệt, giác ngộ ra được con đường thật sự của đạo, bảo vệ Phùng Bảo Bảo và duy trì trật tự cân bằng của thế giới dị nhân. Bám sát với nguyên tác và được thực hiện chỉnh chu. Dị Nhân Chi Hạ được chuyển thể từ truyện tranh Nhất Nhân Chi Hạ của tác giả Động Mạn Đường, cũng đã có phiên bản hoạt hình được ra mắt. Cả hai đều được đánh giá cao nên bản live action theo đó cũng chịu nhiều áp lực. Thế nhưng, Dị Nhân Chi Hạ lại ghi điểm với khán giả nhờ vào việc bản chuyển thể đã bám sát nguyên tác gần như đến khoảng 90%, từ tạo hình đến nội dung, thậm chí là lời thoại. Những cảnh phim đều được xây dựng rất sát với truyện tranh và bản hoạt hình, thậm chí nhiều người cho rằng hiệu ứng trong các trận đấu trên bộ phim còn mượt hơn bản hoạt hình rất nhiều. Phim mang đậm những đặc điểm của thể loại tu tiên theo từng cấp nhưng được đặt trong bối cảnh hiện đại. Các giai đoạn trong phim được phân chia một cách tương đối mạch lạc, từ giai đoạn đầu cho các nhân vật trưởng thành, trải nghiệm, đến khi kết nối với nhau để tìm kiếm sự thật. Kịch bản của Dị Nhân Chi Hạ được xây dựng không theo một logic nhất định, nó không hẳn chỉ có một plot twist lớn, mà là bao gồm rất nhiều plot twist nhỏ, được đang xen cài cắm vào nhau một cách khéo léo và tinh vi. Tuy vậy, những plot twist lại không hề quá khó hay quá đánh đố người xem bởi nó khá là dễ hiểu. Sức hấp dẫn của những plot twist này là nằm ở chỗ nó sẽ khiến người xem bị phân vân và quay cuồng bởi những lập luận của chính mình. Các tình tiết trong phim gợi ý cho người xem quá nhiều kết quả đúng và khi bạn nghĩ rằng mình đã tìm ra được kết quả gần đúng nhất, thì phim lại khiến bạn phải bất ngờ với một đáp án mà bạn không nghĩ rằng nó sẽ diễn ra theo chiều hướng như thế. Mặc dù có nhiều plot twist, nhưng chúng đều được giải quyết một cách gãy gọn, không gây lấn cấn cho người xem. Ngoài ra, Dị Nhân Chi Hạ còn chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, hay những lời khuyên trong cuộc sống. Dù bạn có như thế nào, tính cách bạn ra sao, gia đình vẫn sẽ luôn là nơi chào đón bạn về. Không ai trong chúng ta cô đơn cả, sẽ có một tâm hồn đồng điệu khác tìm tới, đối thủ trên đấu trường vẫn có thể trở thành những người bạn tốt ngoài đời. Kỹ xảo của phim cũng được thực hiện khá tốt và đẹp mắt, tuy không phải là quá xuất sắc và hoành tráng. Thế nhưng những hiệu ứng của Dị Nhân Chi Hạ thật sự tốt hơn rất nhiều so với các phim cấp S, S cộng mà chúng ta đã được xem trong thời gian qua. Thiết lập nhân vật cuốn hút, diễn xuất duyên dáng. Hình tượng của các nhân vật trong Dị Nhân Chi Hạ cũng được thiết lập rất tốt,
Không ai là người thừa trong bộ phim này, mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng được kể rất vừa vặn trong 27 tập phim. Dàn nhân vật của phim được thiết lập đồng đều và thu hút, mối liên kết giữa các nhân vật rất chặt chẽ, họ bổ sung khuyết điểm và giúp đỡ lẫn nhau. Nam chính Trương Sở Lam không hẳn là một người chính nhân quân tử, anh chàng tuy tốt bụng nhưng cũng rất trí trá và đôi lúc được các nhân vật khác miêu tả là hơi mặt dày vô sỉ. Ở Trương Sở Lam, người xem thỉnh thoảng lại tìm thấy hình ảnh của chính họ trong nhân vật này, cũng là những người bình thường nhỏ bé trong cuộc sống. Cũng có những tài năng đã bị bỏ quên, cũng có những lúc phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn giữa điều mình muốn làm và điều mình cần làm. Trong hành trình trở thành một dị nhân chân chính, Trương Sở Lam đã phải đối mặt với rất nhiều lực cản từ bên ngoài và cả những giằn xé với chính bản ngã của mình, nhưng anh đã dùng một tinh thần lạc quan và một thái độ hài hước để vượt qua những khó khăn này. Có thể thấy, Trương Sở Lam là một nhân vật vừa dễ, lại vừa khó để diễn tả, nếu quá hài hước thì nhân vật sẽ trở nên lố lăng, vô duyên, nhưng nếu quá cứng nhắc thì nhân vật lại trở nên quá nghiêm túc và đi ngược lại với tinh thần của nguyên tác. Và Bành Dục Sướng đã không phụ sự kỳ vọng của khán giả, nam diễn viên đã diễn ra được một Trương Sở Lam rất phàm phu tục tử, nhưng cũng rất khoan dung, tình nghĩa và cao cả. Nữ chính Phùng Bảo Bảo là một dị nhân sở hữu sức mạnh vô địch, cô có một cơ thể bất tử, không già đi, cũng không thể chết. Phùng Bảo Bảo trông thì vô cảm với vạn vật, nhưng thực chất lại rất tình nghĩa, cái gì không biết thì sẽ học hỏi. Sau khi được chỉ bảo sẽ cố gắng ghi nhớ, khi ai yêu thương cô thì cô sẽ đáp lại hết lòng. Bảo Tỷ cũng chính là người có nhiều pha xử lý hài hước nhất và đi vào lòng đất nhất, theo đúng nghĩa đen, ở trong phim, khiến bạn phải tự hỏi xem rốt cuộc Bảo Bảo có thể vô tri đến mức nào. Một Phùng Bảo Bảo với khuôn mặt vô cảm, biểu cảm đờ đẫn, nhưng lại rất điềm tĩnh và xinh đẹp đã được Vương Ảnh Lộ thể hiện rất tốt. Ngay từ khi phim lên sóng, nhan sắc của Vương Ảnh Lộ đã được khán giả chú ý, nhiều ý kiến cho rằng nhân vật Phùng Bảo Bảo của Vương Ảnh Lộ chính là nữ chính xinh đẹp nhất trong mùa phim tháng 9. Nhân vật Vương Dã do Hầu Minh Hạo thủ vai cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả. Vương Dã là nhân vật được yêu thích nhất nhì trong nguyên tác bởi không chỉ có ngoại hình điển trai, đây còn là nhân vật có tính cách rất thú vị. Bề ngoài có vẻ lười nhác, hờ hững, nhưng Vương Dã lại rất thông minh và quan tâm đến mọi người. Thoạt trông là người dễ tính, dễ chịu, nhưng nội tâm Vương Dã rất cứng rắn, không dễ bị lung lạc và kiên trì đi theo con đường của mình. Nói đến sức mạnh, Vương Dã là một trong những nhân vật mạnh nhất nhì trong lứa thế hệ trẻ của thế giới dị nhân. Không chỉ nhuần nhuyễn thái cực quyền, Vương Dã còn học được phong hậu kỳ môn, một trong 8 tuyệt kỹ bá đạo nhất trong thế giới dị nhân. Vương Dã là một nhân vật có cả trí tuệ và sức mạnh, nhưng phẩm giá mới là điều khiến khán giả yêu mến Vương Dã hơn cả. Tự tin nhưng khiêm tốn, không thích phiền phức nhưng cũng không ngại lăn xả nếu đó là việc quan trọng. Vương Dã là một chiến binh dũng cảm, cũng là một người bạn chân thành. Ngay từ ngoại hình, Hầu Minh Hạo đã ăn điểm với gương mặt điển trai. Mái tóc được buộc gọn thành búi, phất phơ vài sợi tóc trông lại càng lãng tử. Không chỉ có ngoại hình, chính kỹ năng diễn xuất và thái độ có tâm trong việc tìm hiểu sâu sắc về nhân vật mình đảm nhận đã giúp Hầu Minh Hạo mang đến cho khán giả một Vương Dã sống động. Sao nhí Dương Ân Hiệu tuy chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối của phim, nhưng cô bé đã thể hiện xuất sắc cùng lúc cả hai vai diễn là cô em gái vui vẻ lương thiện Lã Hoan và cả bà lão dị nhân Đoan Mộc Anh, mưu mô, thâm độc trong thân xác của cô bé 9 tuổi. Những cảnh diễn bằng ánh mắt của Đoan Mộc Anh trong thân xác Lã Hoan thật sự đã làm người xem phải lạnh người. Bên cạnh đó, mình cũng khá ấn tượng với các vai phụ khác từ những nhân vật ở phe chính diện như Lão Thiên Sư, Trương Linh Ngọc, Gia Cát Thanh, chị em nhà họ Phong. Đến những dị nhân phản diện của phái toàn tính như quyền trưởng môn Cung Khánh, anh chàng xảo quyệt Lã Lương, cô nàng quyến rũ Hạ Hòa, người yêu của Trương Linh Ngọc. Mỗi người đều được xây dựng cho mình một câu chuyện riêng thuộc về họ, dù thời lượng không quá nhiều nhưng đủ để người xem hiểu về các nhân vật này. Diễn xuất của các diễn viên phụ cũng rất trọn vẹn, thể hiện được những đặc tính nổi bật của nhân vật. Những phân cảnh hài hước được đan xen duyên dáng, không bị sượng hay lố. Bạn có thể bắt gặp rất nhiều miếng hài được tung hứng một cách duyên dáng và mượt mà trong phim, thông qua các đoạn đối thoại, các tình tiết nhỏ hoặc ở các nhân vật. Trong các phân đoạn, nhiều khi các nhân vật đang đánh nhau vẫn có thể tấu hài rất tự nhiên. Với màu sắc hài hước là chủ đạo, nên xuyên suốt bộ phim luôn tràn ngập tiếng cười. Cây hài số 1 trong phim không ai khác ngoài Lão Thiên Sư của núi Long Hử. Lão Thiên Sư chính là một minh chứng cho thấy tuổi tác chỉ là một con số, nó không quyết định độ trẻ trung và hài hước của tâm hồn. Là một trong thập lão, đứng đầu thiên sư độ, năng lực đứng số 2 thì không ai dám nhận số 1. Nhưng Lão Thiên Sư lại không phải một lão tiền bối lạnh lùng, cao ngạo, lánh đời, mà ngược lại Lão Thiên Sư lại hiện lên như một người ông dễ gần, thấu hiểu lớp trẻ, phong cách vừa đáng yêu vừa thời thượng, khả năng bắt chen của Lão Thiên Sư cũng khỏi phải bàn. Dù vậy, lúc cần thiết, Lão Thiên Sư vẫn thể hiện đúng vai trò của một lão tiền bối được người người nể trọng. Không ép buộc hay thúc giục,
Lão Thiên Sư chỉ đưa ra những lời khuyên và để những người trẻ tự trải nghiệm và chiêm nghiệm, từ đó tự vượt qua những rào cản trong lòng, tự tìm thấy lý tưởng và con đường phù hợp. Một bộ phim đầy tâm huyết. Nếu đã theo dõi phim ảnh xứ Trung một khoảng thời gian đủ lâu, chắc hẳn các bạn cũng đã biết khá nhiều thông tin về mức độ khó khăn trong vấn đề kiểm duyệt của Cục Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, đặc biệt là với các tác phẩm có yếu tố giả tưởng siêu nhiên như Dị Nhân Chi Hạ. Cũng vì thế mà khi bộ phim vừa nhảy dù phát sóng 4 tập đầu vào ngày 4 tháng 8 năm 2023 đã phải vội vàng tạm ngưng phát sóng, biến mất không chút dấu vết vì chưa qua quá trình kiểm duyệt lần 2. Mãi hơn một tháng sau, bộ phim mới chính thức có thông báo phát sóng trở lại. Không phụ sự chờ đợi của khán giả, Dị Nhân Chi Hạ đã tạo nên sức hút khủng trong lần phát sóng này. Trên Douban, không ít khán giả dành lời khen cho Dị Nhân Chi Hạ, gọi đây là tác phẩm độc đáo nhất dịp hè năm nay. Sau khi kết thúc, bộ phim đã nhận được số điểm đánh giá trên Douban là 8.2, một điểm số ấn tượng đối với một bộ phim chiếu mạng. Có thể nói, quá trình phát sóng và xây dựng danh tiếng được như hiện tại của Dị Nhân Chi Hạ là vô cùng gian nan, trắc trở. Từ đó có thể thấy, đoàn làm phim và đội ngũ sản xuất đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và công sức để đem lại cho khán giả một bản truyền thể tốt nhất, gần sát nhất với nguyên tác. Từ tất cả những điều ở trên, mình có thể đưa ra đánh giá rằng Dị Nhân Chi Hạ là một bộ phim hay và thú vị, rất xứng đáng để bạn dành thời gian thưởng thức. Và mình thật sự mong chờ phần 2 của Dị Nhân Chi Hạ với đông đủ dàn diễn viên của phần 1, cũng như mở ra thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn khác về thế giới dị nhân. Nếu bạn vẫn chưa xem Dị Nhân Chi Hạ, thì hãy nhanh tay thêm nó vào danh sách chờ xem nhé. Còn nếu như bạn đã xem bộ phim này rồi thì hãy để lại một bình luận chia sẻ về bộ phim này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!